Chào anh chị buổi chiều nha. Bữa nay là ngày 27 tháng 4 năm 2021 chị nha. Thì cứ như mọi ngày 14 giờ chiều Tân Nguyên TV của em sẽ phát công chiếu đồ dùng nhật. Thì đồ dùng nhật của em á thì anh chị có thấy là đó nồi ni son chảo, anh chị có thể lựa chọn những món đồ anh chị có thể sử dụng gia đình bếp, chị có thể chọn mình và gọi cho em trực tiếp số online chị nha. Gọi trực tiếp cho em chị nha. Khi anh chị nhắn tin bình luận thì em sẽ có rảnh sẽ tương tác, sẽ nhắn tin lại. Còn anh chị phải gọi cho em nha, gọi để đặt hàng. Cuộc gọi trực tiếp bên em thì gửi có toàn quốc, anh chị có thể gọi điện nhắn tin, gọi điện đặt hàng xong nhắn tin cho em địa chị để em gửi hàng đi nha. Giờ em sẽ bắt đầu cái từ số 1 đầu tiên, đó là ba cái kéo nha. Kéo này là có thêm chức năng là khui bia, nó cũng sử dụng như cái bếp là như là cắt gà cắt cá, nói chung là rau hành tỏi ớt gì đó anh chị sử dụng trên đường bếp và không bị xét nha. Đây là nguồn gốc cái này, nó là thép không gỉ cán nhôm. Ba cây là 150 nha, ba cây 150. Mã đầu tiên anh chị ba cây kéo 150 nha, chiều dài 21 phân. Đây, ba cây 150. Tiếp theo sao? Hoa bán ký là 300k. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, nó này dày nha, 6, 1, 300k số 2 chị nha, 300k số 2. Tiếp theo số 3, tiếp lên chị nha. Số 3 300k chị nha. Số 3 dưới lồi chị nha. Tiếp theo đẹp không, 300k tất cả chị nha. Số 4 300k tất cả chị nha. Này vậy. Mà anh chị ta sử dụng số 5 300k chị nha. 300k số 5. Okay. 5. Là bị mớp này, nhưng mà về chị có thể làm cái mâm được nha. Bị mớp. Này em bán cho em cặp này là 250 do cái này mớp nha, mớp có mớp nhà chị về gõ cho em 250 hai cái gì nè. Số 7 hai cái mâm nha, khoảng ba mấy phân, 300k cho em chị nha, hai cái mâm số 7 nè. Cái nồi nha, là cái đầu cái này có nổ 6 lít, nặng như là cái nặng cực kỳ luôn nha, nặng lắm. Nấu nè, chị nào biết sử dụng thì gọi cho em. Này. Giờ nặng quá. Rồi này là 2.6 chị nha, 6 lít. Hai chục sáu lít. Hai triệu sáu chị nha, 6 lít gì nhớ còn tiếp theo bánh chị nha. Bánh này là dùng từ nha, không đẹp lắm. Đường kính nó là 19.5, chiều cao khoảng 8 thôi chị nha. 150 cho em, 150 nha chị nha, số 9. Tiếp theo con này dày nguyên khói chị nha, con này dày nguyên khói chị nha. Nhật đã qua sử dụng, đường kính 18, chiều cao là 8 chị nha. 200k cho em, số 10 chị nha, số 10. Cái này cũng nguyên khói cho anh chị nha, nó là 19.5, chiều cao là 9 chị nha. Có coi nghe máy mà mai con này là 250 nha,
số 11 250, số 12 con này mớp nhà nha, mỏng nhưng mà còn rất là mới, mỏng nha, mớp nhà đường kính 20, chiều cao nó là 8,5 nha, con này 150, số 12 150 nha, quánh này nha, quánh nhật, quánh nhật. Cái này thì nó tối nha, nhìn cũng đẹp trai lắm chị nha, đã qua sử dụng nha, đã qua sử dụng nha anh chị, hiên thói nha, đường kính nó 8, chiều cao nó 8 nha, con này 150. Chị phải dùng nấu mì, dùng nấu canh nhỏ nhỏ, một cái quán 200, con này đẹp nha, mỏng còn đẹp lắm, mỏng nha, không có dày. Con này cân nặng nó chưa lắp thì khoảng nửa kg, đường kính nó 20, chiều cao nó khoảng 10 phân nha, con này 200, số 14 200 chị nha, số 15 lên nồi được rồi mày, số 15 là cái nồi bánh này nó bị mất nhẹ đó chị nha, của Nhật đã qua sử dụng chị nha, đường kính 19, chiều cao nó 9 chị nha, này 150, 15 150, số 16 chị nha, con này nguyên tối, con này cũng không có dày, cũng mỏng lắm, đường kính 20, chiều cao 8 chị nha, 150 cho anh chị luôn, số 16 chị nha. Đây nồi anh chị nha, nồi rất nhẹ, ở qua sử dụng gì nha, đường kính 21, chiều cao con này là 10 nha, con này 200, số 17 200 chị nha, 200 có giết mình ra không chạy đây nè, hai đầu không còn nào hết. Tiếp theo cái nồi này cũng không dày nha, đường kính nó 22, chiều cao là 10 phân, 22 10 phân, con này 200k, số 18 200k, số 19 con này thì cũng lâu qua sử dụng nên chị thấy cái đốm đen đen rồi, lâu qua sử dụng vậy nha, của Nhật đường kính nó là 26, chiều cao là 10 phân nha, 250, thứ 19 của Nhật kia qua sử dụng. Nói chung là tất cả hàng là đều đã qua sử dụng hết, chỉ có là đẹp, con nào đẹp nhiều ít và dày hay nặng thôi chị nha, hay mỏng rồi hay nhẹ thôi, con này nguyên khói nè hay đáy chị nha, con này nguyên khói hay đáy nhìn còn rất đẹp, nắp đi nắp, đường kính nó là 20, chiều cao con này là 9 phân chị nha, con này 300, cân nặng 1 kg luôn, số 20 con này khá nặng nguyên khối nha, anh chị thấy như là này của hàng cốc mai và Yushi Yuhi nha anh chị, thương hiệu Yushi Yuhi nha, cái con này Yushi Yuhi chị nha, đường kính con này 23, chiều cao con này là 15 nha, con này là 450, Yushi Yuhi chị nha, số 21 nồng nguyên khối nha, của Nhật. Tiếp theo con này cũng không khói gì nha, nó không dày con đó, con nãy con 40, con 21 là 1,5 kg, xe con này thì chưa nắp là nở kilo, đường kính 20 phân, chiều cao 9 phân rồi nha, con này là 250, số 22 hết. Tiếp theo là áp suất nha, áp suất này con 3 lít nha, con bao đủ thứ đồ, không bao gòn nha, bao đủ đồ cho chị đang nấm nha, à, đây là gòn nè, xì nè, con này là 450 nha, 450 3 lít chị nha, 450 thả ra mấy điện thoại chị, tiếp theo con này 3 lít chị nha, nguyên khối chị nha, hai đáy hết sức nha, em bao đủ đồ, bao gòn đầy đủ nha anh chị nha, nhưng mà không bao gòn, bao gòn bao đủ đồ, không bao đủ bao bao xì xì nha anh chị nha, con này cân nặng là 2 kg chị nha, con này là 700, 650, 3 lít 650, con này dày lắm chị, cân nặng 2 kg chị nha, con này 2 đáy nè chị, cân nặng cỡ 2 kg mấy nha, 2 kg mấy luôn, con này thì khoảng 4,5 lít nè, con này 700 chị nha, 4,5 lít, 700, con này nhiều nha, cũng xì, 2 đáy nha,
Con này thích theo chị nha. Con này hai tay. Đây là nguyên khối chị nha. Nguyên khối hai đáy cực kỳ dày. Nồi cực kỳ dày. Ngon cũng khá đẹp. Em bao đủ đồ không bao gôn nha. Con này là có hàng 4,5 lít nha. Con này là 800. 4,5 lít. 26. Con là Pháp nè. Con này thường em bao em không bao được, và cái chân thường Pháp đó là của Pháp nha nè, con xin Pháp nè. Nhưng mà cái con này thì nó có dinh, nó không có chữ gì gon. Để em bán thử rẻ. Con này xem 500 cho chị, 5,5 lít chị nha. Này. 500 nó được. Con chị như cái nồi vậy được. Nói chung là tính ra cái nồi thì nó vẫn nặng cái nồi. Tốt cái nồi. Con chị phải về mua gon. Đang đây à. Đang đây à. Đây là 5,5 lít 500 nha. Anh chị mua này như thế cái nồi cũng được, nhưng mà cái gon thì nó không đẹp, chị phải mua gon Hàn Quốc để vô. Ở siêu thị đó là xài ok. Đây là 27 nha. Còn cái nồi đâu ra chị? Đây còn cái nồi anh chị. Nồi này cao chị nha, mỏng lép. Đường kính nó là 21, chiều cao con này là 27 nha. Con này là 250, số 28, đầu bà nồi sẽ kiện đây. Tiếp theo là chảo. Chảo này 150 nha. Ở ngoài đắp là dùng từ, ở trong là chống bún nha. Anh chị kho tiêu được, nấu nước, nấu mì ăn cũng ok. Sử dụng gì cũng được, đường kính 19, chiều cao con này là 6 nha, chiều 150. 150 số 29. 100k, con này không dùng từ nha. 100k, đường kính 18 phân. Đường kính 18, 17 phân chị nha. Chị cao khoảng 34 phân. Con này, con này là bự hơn. Đã qua sử dụng gì nha. Nó bị nhịp nhưng vẫn xài ok. 150, số 31. Cái là 150 nha. Nói chung là gì cũng đẹp rồi. Hàng đã qua sử dụng của Nhật chị nha. Số 31, đường kính 26 phân chị nha. Con này 100k nè chị nha. Đã qua sử dụng nè, nhưng mà tao chùi vệ sinh bị chóc này thôi nha. 100k tiếp theo chị nha, số 32. 100k tiếp theo. Đường kính cũng 26, 57 phân chị nha, số 32. Rồi nè. Con này không dùng từ rất dài nha, 150 cho em. Đường kính 26, 57 phân, có móc nhẹ chị về gõ là xài luôn cũng được. Của Nhật chị nha, của Nhật luôn. Sổ Nhật thì cái men nó tốt lắm. Bây giờ mới qua sử dụng thì nó không đẹp như mới thiệt, nhưng mà được cái men chị xài rất là bền. Đây là 150 tiếp theo chị nha. Mà giá thì em bán chị thấy đi 100, 200, 300, nhưng mà dữ lắm là đẹp lắm là 300. Bình thường trung bình nó lại là khoảng 200, 150 gì nha. Có thêm 100k như con này 150 cũng khá đẹp chị nha. 150. Hàng em chủ yếu là qua vệ sinh thôi, không có làm gì hết chị nha. Số 36, con này thì 150 nè chị nha, đường kính cũng 26 phân luôn. Chung là nhìn tương đối được. Con này thì ba ngang xe là 150, có dùng từ chị nha. Nó nhìn nó hơi giống như ta xài nhiều đó, anh chị có thể xài sử dụng như thế. 100k cho em chị nha, 100k cho em. 100k, 37. Con này cũng 100k là có xước nè chị nha. 100k. 58. Này là của Tifan, là của Pháp chị nha. Con này 150, nói chung là cũng đâu có sử dụng. Tifan của Pháp 39 nha. Tiếp theo con này khá to luôn. Nhưng cũng bị mất nhà anh chị về gọi lại cho em. Em bán con này 150 xe cho anh chị luôn nha. 150 luôn, số 4 nha. Con này gầy dày mà nặng lắm, cho nguyên khối luôn chị nha. Con này là bên trong có chạy xước nhưng mà rất là dày, kính hay. Đường kính khoảng 26 phân, con này 250 nha, 250. 250 số 41. Chiều cao khoảng 6 phân nha. Con này là Tifan chị nha, của Pháp. Con này thì có qua sử dụng nè, con này 200k chị nha. Nguyên zin đó luôn chị nha. Nói chung là hàng của em vệ sinh thôi, 42. Đường kính 27 phân, đổ lại chiều cao khoảng 5 phân.
Con này của Pháp nha anh chị, con này của Pháp rất là to, được kính khoảng 29 30 phân nha. 30 phân đổ lại nha, nó bị xước nè. Con này 200. Số 43, rất là to của Pháp vậy chị fan. Con này 100k bị mớp nhẹ vậy nha, anh chị gì gọi là chem, 100k chem số 44. 45 chị nha. Con này bán xe cho chị là 100k nha, nó màu hồng chứ không phải nó bị ấy. Màu hồng nữa nha anh chị nha, 100k. 100k chưa? Đây là 100k số 45 chị nha, cũng vậy. 46 con này Tiffany của Pháp chị nha, không dùng từ nha, đa phần không từ nghe có bị xước nè chị nha. Con này xe 150 cho anh chị luôn nha. 46. Con Tiffany tiếp theo chị nha. Con này đẹp trai hơn chút nha anh chị, 200k. Đường kính 26 27 phân chị nha. Số 47. Con này thì 100k cho em chị nha, có xước nhà vuông vuông nha, 100k cho em. 48, cái đó nguyên nhỏ luôn rồi, rồi để sau đi, để còn hai con nữa, còn con nữa. Tiếp theo số 49 nha, con này đẹp, mới đem ra lò. Con này được 200k chị nha, mới đem ra lò luôn chị nha. Mới đem ra lò luôn. Rồi 50, 50 con mới chát nữa nè. Con Tiffany không dùng từ mà rất đẹp chị nha. Con này bán 200k luôn, đường kính là khoảng 24 phân, chiều cao khoảng 4 phân anh chị. 50. Rồi, em sẽ kết thúc like ở đây. À, anh chị em có thể gọi trực tiếp qua số hotline cho em và cuộc gọi trực tiếp cho đặt hàng nha. Nhắn tin bình luận tương tác anh chị hãy nhắn tin. Còn khi anh chị muốn đặt hàng nhớ gọi qua số hotline cho em nha. Bye bye anh chị, hẹn lại lúc 14 giờ chiều mỗi ngày nha. Bye bye.